chia sẻ đi em, chia sẻ đi. Chia sẻ. Nghe 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 Lộc Phù Hồ chưa? Chia sẻ cho thầy đi. Chẳng biết thế nào. Ai gọi nhỉ? Chia sẻ của anh. Chào chào Trường Ken nhá, chào hai người đang xem. Và chào bố đấy đang xem. Thì như buổi hôm trước thì Đức Mạnh cũng đã hứa là chia sẻ về cảm biến oxy của xe Vespa. Khi mà nó báo lỗi cảm biến oxy thì anh em sẽ, Đức Mạnh sẽ chia ra làm 4 video. Video này là video đầu tiên Đức Mạnh sẽ làm về cái bệnh cảm biến oxy. Và Đức Mạnh sẽ làm thêm 3 video nữa là 4 video. Là mỗi một bệnh cảm biến oxy nó sẽ báo lỗi khác nhau. Đấy, mà dựa vào cái gì mà chúng ta nhận biết được thì dựa vào chỉ cần đọc máy đọc lỗi. Và chúng ta nhìn trên máy đọc lỗi là chúng ta biết được là cái này do IC hay là do kim phun, hoặc là do cảm biến oxy, đúng không ạ? Hoặc là do lỗi phần mềm. Thì cái đấy là nó rất là dễ thôi. Anh em nhận diện nó rất là dễ. Thì Vũ Mạnh sẽ làm 4 video là 4 cái báo lỗi khác nhau. Cùng là báo lỗi cảm biến oxy nhưng mà hỏng thì hỏng khác nhau. Đấy, kim phun là cũng gây ra báo lỗi oxy anh em nhá. Khi bị kim phun hỏng cũng gây ra báo lỗi oxy đối với những dòng xe của Vespa. Thì Đức Mạnh sẽ làm từng trình tự, từng video một để cho anh em dễ nhận biết hơn. Đấy, thì hôm nay thì Đức Mạnh cũng lên live sớm hơn một chút. Là Đức Mạnh sẽ live stream cái ban bệnh này nó nhanh thôi. Nên là anh em nào có thể chia sẻ cấp tốc cho Đức Mạnh đến vào các trang hội và trang hội nhóm để anh em học hỏi thêm. Thì Đức Mạnh làm cái video chắc là trong vòng nửa tiếng. Xong là Đức Mạnh cũng bận đi có việc. Tại vì Đức Mạnh cũng đã hứa với anh em là hôm nay lên live rồi. Nên là thành ra Đức Mạnh có việc bận, nên là Đức Mạnh cũng cố là live stream. Để xong việc thì Đức Mạnh mới đi giải quyết công việc. Đấy, thì anh em cố gắng rảnh tay chia sẻ cho Đức Mạnh. Đấy là trong hội nhóm và trên trang cá nhân để cho những anh em khác có thể tham khảo ban bệnh này hơn. Và chào toàn thể 18 anh em xem nhá. Em ơi, bật cho anh tí cái quạt này. Anh hơi nóng. Chào toàn thể tất cả anh em đang xem. Thì anh em chia sẻ hộ Đức Mạnh. Còn anh em nào mà chưa ấn thích trang thì anh em có thể ấn thích trang để theo dõi những video mới của Đức Mạnh ra, để anh em tiện bề theo dõi hơn nhá. Anh em cứ vào trang ấn thích và ấn theo dõi trong trang để ủng hộ cho Đức Mạnh. Thì là khi nào Đức Mạnh làm những video mới thì anh em sẽ được có thông báo lên. Chào Ngọc Thắng, em chào anh Quang Mạnh, chào anh Phát Vui nhá. Chào anh Tuấn Mô Tô. Chào bạn Tài Lam Phạm à Phan chứ. Chào anh Nguyễn Khánh, em chào anh Nguyễn Đại nhá. Và anh chào Trường Ken. Thì đấy là anh em chia sẻ Đức Mạnh đi, xong rồi Đức Mạnh sẽ chia sẻ ban bệnh này luôn. Đức Mạnh chia sẻ ban bệnh này luôn, xong rồi là Đức Mạnh sẽ đi có việc. Nên là Đức Mạnh chia sẻ xong là Đức Mạnh cũng không có thời gian để ngồi nói chuyện cho cả anh em với những video trước. Tại vì chia sẻ xong ban bệnh này phát là Đức Mạnh sẽ xuống live và sẽ đi có việc luôn. Đấy. Em chào anh Sơn nhá. Ui, Hoàng Sơn nhìn đẹp trai thế. Vâng, em cảm ơn anh Lưu Văn Khả. Anh Hội Lô Va thì anh vừa kết nối cho em là để gọi điện trên buổi live stream ngày hôm nay. Thì em cũng xin phép là em live stream này thì em cũng không cho ai lên cả. Tại vì nếu mà lên thì là anh em sẽ khó nghe và khó xem hơn. Thì nên là anh cũng thông cảm. Tại vì em cũng làm nhanh thôi để xong rồi em đi có việc. Vâng, em chào anh xe máy Duy Đăng nhá. Em chào anh Hưng Nguyễn. Thì bây giờ anh em chia sẻ hộ Đức Mạnh. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn vào cái ban bệnh và cảm biến oxy. Thì anh em chịu khó chờ nhá, là ban đầu tiên thì sẽ là báo lỗi cảm biến oxy. Đức Mạnh sẽ làm đủ 4 video là những ban báo lỗi cảm biến oxy khác nhau. Có trường hợp là do kim phun cũng báo lỗi cảm biến oxy. Thế bây giờ hôm nay Đức Mạnh sẽ, anh em mình cùng sẽ phán đoán xem là con này là bị bắt bệnh là bị lỗi gì. Thì khi mà làm ý, Đức Mạnh chỉ ví dụ anh em dựa vào thời gian phun như thế nào,
và cảm biến oxy nó như thế nào để anh em phát hiện được ra là nó bị lỗi ở đâu, thì anh em cố gắng để ý cái đấy nhá. Ok. Em ơi, lỗ máy cho anh con VX3. Cảm máy đọc lỗi phải chưa? Ok rồi đi. Thì đây anh em nhá, trên máy này, trên xe không báo lỗi này, trên xe ta không báo lỗi nhá. Đây trên xe ta không báo lỗi gì này. Em ơi tắt rồi anh quạt. Cho đỡ. Đây trên xe ta không báo lỗi mà lỗ bình thường này. Và chúng ta vào thông số này. Đây chúng ta vào thông số hiện hành. Thì anh em nhìn thông số hiện hành này thì là anh em để ý cho Đức Mạnh nhá. Đức Mạnh sẽ nói luôn này. Anh em sẽ để ý cho Đức Mạnh là cái thời gian phun ấy, cái thời gian phun quy chuẩn của VX3 nó là 2.7 cho đến 2.9. Nhưng cái thời gian phun này anh em thấy này, khi lổ lên chúng ta đang 3.1. Thì cái này là anh em chờ xem một tí là xem nó về quy chuẩn không nhá. Đấy 2.8 này. Lúc này đã về quy chuẩn là anh em nhìn cảm biến oxy nó báo nhạt này. Anh em nhìn chưa ạ? Cái cảm biến oxy này báo nhạt này, đúng không ạ? Anh em nhìn thấy cảm biến oxy báo nhạt chưa? Mà trong khi ấy thời gian phun nó đang mấp mé đúng quy chuẩn. Thì Đức Mạnh nhắc lại này, cái thời gian phun của con VX3, dòng VX3 dùng MUG2 và MUG3 thì là cái thời gian phun nó sẽ nằm trong phạm vi 2.6 đến 2.9. Nhưng bây giờ chạy vẫn phun chúng ta đang 2.8 và 2.9 đây. Nhưng cái cảm biến oxy chúng ta rất là nhạt này, anh em nhìn thấy chưa? Khi cảm biến oxy báo nhạt như này thì là trên xe ta sẽ báo lỗi này. Đây anh em nhìn này, cảm biến oxy đang báo rất nhạt này, cảm biến O2 này báo 39 này. Thì cái một, anh em để một lúc nữa là cái đồng cái đèn báo lỗi ta nó sẽ sáng nhá, nó sẽ báo lỗi oxy này. Anh em để một lúc nữa xem. Thì anh em dựa vào đâu mà nhìn vào cái oxy này nhạt? Thì anh em nhìn là thời gian, cái nhất thời gian phun này nó không bị sai lệch quá nhiều, thứ hai là cảm biến oxy đã bị nhạt quá. Và bây giờ anh em nhìn này, trên xe ta đã báo lỗi rồi này. Anh em thấy chưa? Trên xe này chúng ta đã báo lỗi này. Đó, trên xe đã báo lỗi. Theo anh em con này bị làm sao? Đây, oxy thì báo rất là nhạt. Đấy, nhưng theo anh em là con này đang bị báo lỗi này. Đức Mạnh sẽ báo lỗi nhá. Đọc lỗi. Đây anh em nhìn này, lỗi mạch tín hiệu cảm biến oxy, đúng ạ? Lỗi mạch tín hiệu cảm biến oxy. Thì đây là do, theo anh em là do bị ở đâu? Theo anh em là do bị ở đâu ạ? Đấy, Đức Mạnh nói lại nhá. Đây anh em nhìn rõ này, thời gian phun quy chuẩn. Ui, lại bật cho anh quạt ấy. Thời gian phun quy chuẩn này của dòng xe VX3 đúng không ạ? Là 2.6 cho đến 2.9. Thì bây giờ cái thời gian phun của ta đúng quy chuẩn rồi đúng không ạ? Nhưng cảm biến O2 của chúng ta đây, cảm biến O2 của ta là đang bị nhạt sang đây 29mV, đúng không ạ? Còn bình thường cái cảm biến oxy ta nhảy tốt ý, thì nó sẽ nhảy từ 100mV hoặc là mấy chục mV, nó nhảy sẽ lên đến 900 và nhảy về. Nhưng cái này của ta, của chúng ta là 29mV nó rất là nhạt. Thì cái lỗi này là do đâu? Thì nhiều anh em đang làm lon về VX3 ấy, thì anh em nghĩ là cái này của chúng ta là do gì? Do cảm biến oxy. Nhưng cái này khi mà Đức Mạnh dựa vào trong thông số này thì Đức Mạnh nói luôn là cái này của chúng ta là bị do MIU nha anh em nhá. Do gọi là IC đấy, IC của ta bị ké, bị có vấn đề. Đấy, như ai ví dụ như anh Đức Hero này, anh báo luôn là cảm biến oxy. Nhưng đối với Đức Mạnh nhìn thông số này, Đức Mạnh biết ngay là con này là nó bị do IC nhá. Thứ nhất là tại vì sao? Thứ nhất là tại vì sao mà Đức Mạnh nói câu đấy? Khi nhá, khi mà xe mà do cảm biến oxy. Đây, Đức Mạnh tắt máy đi này. Khi mà do xe nhá mà bị cảm biến oxy. Đúng không ạ? Khi do xe mà bị cảm biến oxy thì anh em chỉ cần nhận diện như rất nhanh là anh em bật khóa lên, đúng không ạ? Anh em lổ máy phát là đèn là cái lỗi cảm biến oxy nó sẽ báo ngay. Đây ví dụ như như này này. Đây, như này nó đang có lỗi lưu rồi đúng không? Bây em xóa lỗi đi cho anh. Đây anh em nhìn xóa lỗi này.
Không nhìn thấy là anh em nhìn màn hình luôn. Xóa ra. Xóa lỗi đi. Đây anh Đức Mạnh, nhìn Đức Mạnh xóa lỗi nhá. Ok. Rồi, xóa lại đi. Đây. Hả? Đây. Đây em nhìn xóa lỗi này. Nhìn rõ đây. Cứ để màn hình đi đâu. Đấy. Anh em thấy không? Khi mà nó xuất hiện lỗi anh em này. Anh em xóa lỗi này. Tắt khóa đi lại. Là lỗi này. Xóa lại nữa đi. Thấy chưa? Đây này. Cho anh em xóa thoải mái luôn. Đúng không? Đấy. Là cái nhất. Đây nhưng mà tại sao ấy, Đức Mạnh nói cái này là do, là do cái IC, chứ không phải là do cả biểu oxy. Khi mà cả biểu oxy nhá, thì anh em thấy đó, nó xuất hiện lỗi như này này. Nó đã xuất hiện báo lỗi như này. Và trong máy đọc lỗi của ta nó cũng xuất hiện lỗi như này rồi, lỗi cả biểu oxy rồi. Thì rất nhiều anh em lầm tưởng có này là bị cả biểu oxy. Nhưng khi anh em nhìn Đức Mạnh này, em ơi bóp phanh anh. Công tắc. Rồi. Anh em theo dõi nhá Đức Mạnh này. Đấy, anh em để ý thấy gì không ạ? Khi Đức Mạnh ga lớn xe lên này, anh em nhìn thấy mất luôn nhá. Đấy, nó khác ở cái chết cái cả biểu oxy là vì sao? Khi mà chết cả biểu oxy ý, thì anh em ga lên cái là cái đèn của chúng ta vẫn sáng. Vẫn sáng bao lỗi cả biểu oxy bình thường. Thì đấy là xe của chúng ta bị cả biểu oxy. Còn nếu như do mưu này, anh em chỉ cần vít ga lên thôi. Vít ga thì khi anh em vít ga lên là anh em thấy là cái đèn nó bị mất. Nhưng khi anh em để lỗ găng ti tiếp này, anh em nhìn nhá. Để lỗ găng ti tiếp là nó lại sáng này. Đấy, xong rồi Đức Mạnh cho anh em xem máy là tại vì sao chúng ta vít ga lên thì là nó lại tắt được đèn. Em vào thông số đi em. Dữ liệu, đúng rồi. Đây. Thì bây giờ khi chúng ta vít ga, vít ra lên rồi này, xe trên xe đang hết tạm thời hết báo lỗi nhá. Trên xe đang tạm thời hết báo lỗi này. Và trên máy đây. Anh em nhìn cả biểu oxy vẫn nhạt chưa? Đấy. Thì anh em lồi lỗ, chỉ cần để lỗ găng tim một lúc thôi là anh em lại thấy là lỗi oxy lại xuất hiện. Là đèn mưu lại sáng tiếp này. Rồi, chào Nhân Nguyễn nhá. Và oxy vẫn đang rất nhạt. Đấy, khi mà anh em đã nắm rõ về cái thông số ấy thì anh em thấy là nó rất là dễ mắc bệnh mà do mưu hay là do cái mưu hoặc là do cái cảm biến oxy, nó rất là dễ. Đây anh em nhìn báo lỗi luôn này. Đúng rồi, anh em nhìn thấy báo lỗi chưa? Và anh em nhìn thông số này, nó báo nhạt này. Nhưng tại vì sao nhá, tại vì sao mà nó sẽ đậm sang lên này? Thì bây giờ Đức Mạnh sẽ bảo anh em ga lên này. Em thử nhá, anh em nhìn vào cảm biến oxy nhá. Anh em nhìn vào cảm biến oxy mà Đức Mạnh, khi Đức Mạnh ga lên này. Ga lên đi em. Có thông lên nữa đi. Rồi. Đấy. Lúc mà anh em nhìn thấy Đức Mạnh cho xe mở cái cảm biến oxy ấy, lúc chúng ta ga lên thì cái điện áp cảm biến oxy chúng ta nó nhảy lên. Nó nhảy lên thì lúc này là nó sẽ không báo lỗi nữa. Nhưng khi mà chúng ta để lỗ găng ti thì anh em thấy này. Đấy, bây giờ thì bắt đầu là nó đang vẫn còn đang thỉnh thoảng nó nhảy lên cao. Nhưng khi mà chúng ta phải về hết ga đúng không ạ? Anh em nhìn thấy là điện áp đa phần đứng im tại chỗ này. Thì đối với dòng Piezo nhá, là điện áp mà đứng im lâu quá tại chỗ ấy là nó sẽ xuất hiện ra sinh ra lỗi là báo lỗi cả biểu oxy. Đúng không ạ?
Nên là khi mà chúng ta, tại vì sao là Đức Mạnh nói rồi là con này là bị lỗi ở mưu, là đối với dòng xe mà bị chết cả biến oxy thì anh em ga lên nữa, ga mãi thì là cái điện áp này nó không lên được, thì là xe của chúng ta vẫn bị báo lỗi bình thường. Còn đây là đối với cả do bị mưu này, anh em ga lên thấy phát ga lên cái cả biến oxy nhảy phát là thấy là bị hết lỗi luôn, đúng không ạ? Thì dựa vào cái gì? Dựa vào hai cái đó anh em có thể phân biệt được là do đâu, đúng không ạ? Do cả biến oxy chết hay do mưu? Thì có một cái phân biệt rất đơn giản, khi xuất hiện lỗi anh em chỉ cần vít ga lên, vít ga lên vài phát mà cái đèn FI của chúng ta tắt đi, đúng không ạ? Mà trên xe chúng ta vào check lỗi lịch sử thì là vẫn có lỗi oxy, thì anh em khẳng định luôn là chỗ này của chúng ta phải kiểm tra là IC, đúng không ạ? Còn khi mà chúng ta đang để lỗ găng ti mà đang thấy lỗi oxy rồi mà chúng ta ga lên ý, chúng ta ga xe lên mà xe của chúng ta vẫn không hết lỗi cảm biến oxy, thì đấy là chúng ta cần lên kiểm tra là thứ nhất là cảm biến oxy, thứ hai là đường dây của cảm biến oxy có vấn đề. Đấy là cái cách phân biệt, cái cách phân biệt luôn là cái do lỗi là do cảm biến oxy hay là do mưu, gọi là IC đấy ạ. Nó rất là đơn giản, là chỉ qua 1-2 bước đấy thôi. Và anh em chỉ cần nắm rõ cái thông số trên máy này như Đức Mạnh vừa chỉ cho anh em, đúng không ạ? Là anh em biết được ngay. Đấy, còn đâu bây giờ Đức Mạnh sẽ lấy một con mưu khác, Đức Mạnh sẽ lắp vào đây để thử nhá. Nhân Nguyễn hỏi rất hay. Có nghĩa là cái lỗi oxy này thì con Smartoon có off được không? Trên cái lỗi cảm biến oxy này Smartoon off được anh em nhá. Smartoon off được cái lỗi này, nhưng mà đối với dòng xe V3 ấy thì anh em off cảm biến oxy đi thì chạy nó xe nó không được ngọt lắm. Đấy, đấy là kinh nghiệm Đức Mạnh làm. Còn đây là Đức Mạnh sẽ thay một con mưu khác vào cho anh em này. Đấy, Đức Mạnh nói rồi là off lại được hết lỗi nhưng mà xe chạy không được tốt lắm anh em nhá. Đúng rồi anh, tại vì cái anh Nguyễn Sang bảo do IC đưa ra thông số, đúng rồi. Do là mình nhìn cái thông số ở trên máy ấy, là do IC nó đưa ra. Nên khi mà mình nhìn chỉ cần nhận diện cái là mình biết ngay. Còn đâu là buổi sau em sẽ đánh ban một ban về cảm biến oxy cho anh em xem. Là kể anh em mà nó là báo lỗi oxy rồi, anh em ga thoải mái, ga tẹt bô nó vẫn báo lỗi bình thường mà. Nó vẫn báo lỗi cảm biến oxy. Nhưng đây là khi mà nó đã do là IC thì là anh em chỉ cần để lỗ găng ti nó báo lỗi, nhưng anh em ga lên vài phát nó hết báo lỗi ngay, thì lúc đấy anh em cần kiểm tra lại mưu là IC đấy ạ. Đây, ok, bây giờ em lỗ máy đi, cài đặt lại cảm biến tay ga đi em. Đây, cài đặt lại cảm biến tay ga. Đây, lắp mưu mới này, đa phần anh em lên nhớ nhá. Bất cứ lúc nào anh em thử mưu mới hoặc là lắp mưu mới với F3 thì anh em phải cài đặt lại cảm biến tay ga. Ok, dữ liệu cơ. Ok, lỗ đi em. Đây nha anh em, nhìn thông số của một con mưu chuẩn này, khi mà nó không bị báo lỗi oxy nhá, thì anh em xem ở đây và tham khảo nhá, để anh em nhớ thông số nhá. À ok anh Nhân Nguyễn nhá. Nói chung là cái chia sẻ này thì nó là đơn giản thôi. Đức Mạnh làm các video chia sẻ cho anh em thì Đức Mạnh sẽ làm được, trong cái sức của Đức Mạnh là làm được. Nhưng mà có mỗi tội là nhiều khi là anh em về anh em có nhớ được cái Đức Mạnh chia sẻ không để áp dụng vào công việc ấy, thì nó là một vấn đề là khó hơn. Đấy, cũng chỉ mong là những cái video của Đức Mạnh chia sẻ cho anh em là anh em về anh em nhớ được và anh em áp dụng được vào công việc là cái tốt, đúng không ạ? Chỉ có mỗi sợ mỗi là anh em không áp dụng được vào công việc. Ở đây anh em bắt đầu là khi mà anh em thấy là cảm biến oxy này là nó đang là 900mV và để lỗ thêm một lúc nữa thì anh em thấy là cảm biến oxy nó sẽ nhảy đều,
chứ nó không là nhảy nhạt như vừa nãy nữa, đúng không ạ? Nó mà nhảy nhạt như thế thì đối với dòng xe Piaggio ấy, nó nhảy nhạt và đứng im ở giải một giải điện áp nhất định thì xe trên Miu, con Miu gọi là con IC của dòng Vespa nó sẽ báo lỗi oxy. Đấy, nên là khi mà cái phân biệt mà do kim phun bị báo lỗi oxy hoặc là do Miu bị báo lỗi oxy là do phần cứng, đúng không ạ? Hoặc là do phần mềm mà bị báo lỗi oxy cũng có anh em nhá. Đức Mạnh sẽ làm những video đấy cho anh em. Và do cảm biến oxy bị hỏng thì anh em do chỉ cần nhìn vào những cái thông số Đức Mạnh chia sẻ như này là anh em đã nhận diện được ra là cái này nó bị ở cảm biến oxy hay là bị ở do Miu hay là do bị phần mềm hoặc là do bị kim phun. Nó rất là dễ, chỉ cần anh em nhớ được cái thời gian phun và nhớ được cái quy cách bắt bệnh là cái thứ hai, và cái thời gian là có cái cộng thêm nữa là cái cảm biến oxy nó nhảy như nào thì là anh em sẽ xác định được bệnh xe thôi. Em ơi, ga lên vài phát đi. Rồi. Còn cái ban mà cái xe Vespa ấy thì nhiều khi là nói thật sự là anh em rất ít làm, nên là anh em và thấy xe vào là anh em nhiều khi là sợ, kiểu như anh em bảo cả năm trời hoặc là cả tháng trời mới trộn vào một con, nên hình ra anh em cứ nhìn thấy là anh em sợ không dám làm. Nhưng khi mà anh em đã ôn luyện được những cái mà nhìn vào thông số anh em bắt được bệnh của nó rồi thì là anh em thấy rất dễ. Tại vì sao? Là thứ nhất là ví dụ là nó báo lỗi oxy thôi, mà nhiều khi anh em là nhiều khi nó cái ban đấy nó bị kim, anh em cứ thay cảm biến oxy mãi chẳng thấy hết lỗi bệnh. Thì khi mà anh em đã thấy nó báo lỗi cảm biến oxy, đúng không ạ, mà trong khi đấy mà xe không hết bệnh thì lúc đấy anh em là bị cái gọi là bị cái hoang mang, đúng không ạ? Bị cái hoang mang. Khi mà anh em đã bị hoang mang rồi thì là anh em sẽ rất là sợ, đúng không ạ? Khi mà anh em đã bị hoang mang thì anh em sợ luôn, sợ không dám làm. Hơi rồ ga đấy, con Miu này hơi bị rồ, đúng không? Con Miu này hơi bị rồ. Cái thời gian phun này cả có những anh em bảo cái thời gian phun này là hơi cao thì là cái này thì là cái Miu ấy, là cái Miu chưa, không phải là Miu mà chính xác cái thông số Miu này là mình chỉ còn lấy cái một cái Miu khác để cho anh em xem là về cái nhận diện của cảm biến oxy thôi. Đấy, về cái nhận diện của cảm biến oxy khi mà nó bị nhạt quá, nhạt xăng quá, để anh em biết được là lúc đấy nó báo lỗi oxy, nó bị nhạt xăng quá như này thì là do gì, là do ở IC. Đấy anh em nhá. Thứ nhất là có bạn Sứ Thanh bảo là vị trí cảm biến tay ga tại sao cao thế? Dòng Vespa mà do dùng Miu ấy, gọi là IC liền họng ga, thì là cái lúc nào cái vị trí bấm ga nó chỉ trong phạm vi là hơn 2 phẩy anh em nhá. Từ là đây là 2,3 đến 2,6. Có những lúc thì nó sẽ nhảy 2,1, 2,2 đấy anh em nhìn thấy ạ. Thì cái dòng Vespa này lúc nào là cái vị trí cảm biến tay ga gốc của nó ở trong phạm vi đấy, chứ không phải là dòng này nó cao nhá bạn Sứ Thanh nhá. Bạn Sứ Thanh bảo là cái này là sao nó cao thế. Anh trai Quân Lương nhá. Đây anh em này. Đấy. Và cộng thêm nữa là anh em nhìn. Đấy, cảm biến oxy như này là nó không bị nhạt này. Nó không bị nhạt như này, tức là không báo lỗi. Anh em nhìn thấy ạ. Đấy, và cộng thêm nữa là anh em nhìn cái thời gian phun này. Đấy, như vừa đây có anh em thì kêu cao, nhưng bây giờ cái này đấy là qua lỗ một lúc này anh em thấy là thông số nó sẽ về chuẩn này, đúng không ạ? Nó bị hư ECM thì đấy đúng là cái mà như anh Lương Tấn nói ấy, là nếu bị hư oxy ở trong ECM thì làm sao, thì đấy là cái vấn đề đấy, là
Một là anh em có thể là sửa lại mưu, hai là anh em có thể thay mưu, báo khách thay mưu khác. Cái đấy là cái để cho anh em, mình chỉ có chia sẻ cái là để cho anh em có cái kinh nghiệm khi là trên xe viết ba của ta, khi mà trên xe viết ba của ta là báo lỗi cảm biến oxy. Đấy là cái cách để anh em phân biệt ra là do cái cảm biến oxy hay là do bị mưu. Thì đấy, cái đấy là Đức Mạnh chia sẻ cho anh em để anh em bắt bệnh cho nó dễ. Còn đâu Đức Mạnh cũng nói rõ rồi là khi mà con xe của ta lại bị cảm biến thì chúng ta ga lên, khi mà xe nó đã báo lỗi rồi thì chúng ta ga lên nó vẫn báo lỗi bình thường. Còn nếu như do bị mưu thì như vừa nãy anh em đã thấy là nó khi nó báo lỗi anh em chỉ cần ga vài phát lên là cái đèn mưu, cái đèn này, cái đèn báo lỗi của ta nó sẽ tắt đi. Thì lúc đấy chúng ta xác định là à, cái này của chúng ta là có phần là do mưu. Mà đồng thời chúng ta kết hợp nữa là do là chúng ta nhìn vào cái điện áp cảm biến oxy nó thấp. Nó nhìn vào cái điện áp cảm biến oxy nó thấp là chúng ta biết ngay. Đấy là cái anh em nhìn vào thông số nó rất là đơn giản. Thứ nhất là anh em nhìn vào thông số là thời gian phun nó đang trong phạm vi là 2.6, 2.9. Thứ hai là tại vì sao cảm biến oxy lại nhạt quá thì nó sẽ gây ra báo lỗi, đúng không ạ? Thì những cái đấy là cái mà kinh nghiệm Đức Mạnh làm thì Đức Mạnh chia sẻ cho anh em để phòng tránh khi mà anh em bắt bệnh nó đỡ gặp khó. Tại vì cũng Đức Mạnh nghe rất nhiều anh em là thấy khi báo lỗi cảm biến oxy, anh em lắp cái cảm biến oxy khác vào, sau anh em xóa lỗi đi, nó vẫn không hết được lỗi. Đấy thì anh em bảo là tại sao là thay cảm biến oxy rồi mà không hết. Đấy thì Đức Mạnh cũng chia sẻ cái đấy là nhằm mục đích là những anh em nào đã từng làm mà thay cảm biến oxy không hết thì đấy là những cái ban bệnh mà nó liên quan đến mưu hoặc là do kim phun. Thì Đức Mạnh cũng chia sẻ, Đức Mạnh cũng chia sẻ cho anh em để cho anh em mà khi gặp việc ba đỡ bỡ ngỡ đi. Việc remap bản xăng có được không anh? Không, cái này không có remap được nhá. Cái này trên máy của ta có remap, chức năng remap, nhưng mà chúng ta remap mà xe nó đang bị lỗi thì làm sao mà được. Việt Thái hỏi câu rất hay là có remap được không anh? Thế bây giờ anh em thì bị lỗi kim phun đúng không ạ? Hoặc là lỗi bơm xăng mà anh em dùng chức năng remap thì anh em có giải quyết được việc không? Cái đầu tiên là xe của chúng ta phải ngon đã, tất cả thiết bị phải ngon thì chúng ta mới remap được chứ. Bây giờ thì cái xe nó đang bị lỗi do mưu, tự nhiên mà anh em bảo remap đi để cho xe chạy ngon lên làm sao chạy ngon được. Cái gì nó phải rõ ràng, trên xe của ta ngon rồi, tất cả các chi tiết, ví dụ cảm biến, cả kể cả cơ cấu chấp hành ngon rồi thì chúng ta mới lên remap. Remap để nhằm mục đích gì? Để cho xe của ta chạy bốc hơn, mượt hơn thôi. Chứ còn xe của ta đang bị lỗi thì không bao giờ có chuyện mà anh em bảo đại xe đang hụt ga mà do bơm xăng với cả do kim phun mà remap mà hết được. Cái đấy không được anh em nhá. Cái đấy anh em phải phân loại rõ ra. Con xe này có chức năng để làm tiết kiệm xăng, nhưng mà em phải cài cái độ cao dưới 2000m. Đấy, còn nếu mà thêm xăng lên thì em cài độ cao trên 2000m là ok. Còn những xe ăn xăng thì là nó cũng nhiều nguyên nhân lắm. Xe viết 3 này ăn xăng thì cũng có thể do kim phun của em này, là lắp kim lô là thứ nhất. Thứ hai là gì? Thứ hai là do phần mềm của em chạy lâu ngày quá thì là cái điều chỉnh của nó là cơ cấu chấp hành, ví dụ như điều chỉnh kim phun các thứ là nó không được tốt thì là nó sẽ gây ra tình trạng ăn xăng. Đấy thì là những cái yếu tố đấy thì em có thể là những xe em gặp những xe ăn xăng thì em tìm hiểu những cái đấy để em làm. Còn hôm nay anh đang chia sẻ cho những anh em là về cái ban bệnh cảm biến oxy. Thì hôm nay em đã chia sẻ được hết cái vấn đề của cái cảm biến oxy do là phần cứng của IC, gọi là các linh kiện ở trong IC bị kém. Còn buổi sau em sẽ làm về ba cái sau, là một là do lỗi phần mềm nhá, đây là bị phần cứng của IC thì là anh em bắt buộc sửa. Nhưng có cái lỗi là do cảm biến oxy mà bị báo lỗi là do phần mềm nhá anh em nhá, do phần mềm thì anh em có thể dùng chức năng lạp lại phần mềm là hết. Thì cái video đấy Đức Mạnh sẽ làm vào buổi sau cho anh em. Và một buổi nữa là Đức Mạnh sẽ làm là về kim phun báo lỗi cảm biến oxy cho anh em nữa là hai. Đúng ạ? Và một cái lỗi nữa là lỗi về cảm biến oxy, là hỏng cảm biến oxy cho anh em xem cái thực tế để khi mà anh em gặp vào ban bệnh mà xe viết ba bị báo lỗi oxy, để anh em nhận diện ra cái ban bệnh, để anh em làm giải quyết công việc nó dễ hơn. Đấy là cái mà khi mà Đức Mạnh thấy rất nhiều anh em gặp khó, là khi mà thấy báo lỗi oxy là nhiều anh em không giải quyết được cái việc cho là hết báo lỗi oxy của dòng xe này.
Đấy, ngày xưa Đức Mạnh thế thôi. Mới va vào xe này thấy báo lỗi oxy, thay cả biểu oxy không hết. Đấy, xong có đợt mà nó bị kim, thay cả mưu cũng không hết. Đấy, thế mới đều. Đúng rồi, nói chung là Đức Mạnh làm khá nhiều dòng Piaggio. Tại vì ngoài này làm xe Piaggio cho thợ nhiều. Thì đấy thì hôm nay Đức Mạnh trước khi livestream, Đức Mạnh còn nói rõ rồi là Đức Mạnh sẽ làm buổi livestream ngày hôm nay rất là nhanh và ngắn gọn thôi. Tại vì Đức Mạnh cũng đã hứa với anh em là livestream. Hôm qua Đức Mạnh đã hoãn rồi thì hôm nay là Đức Mạnh có việc nên cũng không dám báo anh em là hoãn tiếp. Thì bây giờ Đức Mạnh chia sẻ cho anh em ban bệnh này xong thì Đức Mạnh sẽ xuống live và Đức Mạnh sẽ đi có việc. Còn đâu là buổi sau thì hẹn anh em buổi sau sẽ tiếp tục nhá. Buổi sau thì Đức Mạnh sẽ ghi được buổi 2 về cảm biến oxy. Đấy thì anh em cố gắng xem đi cho nhớ. Còn đâu là đến buổi để hôm nay đến đây là Đức Mạnh cũng xin phép anh em là Đức Mạnh xuống live. Còn đâu là anh em nào mà chưa đăng ký trang thì anh em vào ấn thích và theo dõi trang để những cái video mới của Đức Mạnh Moto sẽ anh khi mà Đức Mạnh làm video thì anh em sẽ biết được để vào được luôn. Thì đấy là anh em sẽ ấn thích và đăng ký cho Đức Mạnh nhá. Chào tất cả anh em. Ok Việt Thái ơi, anh đã bảo anh làm xong cái 4 cái ban mà do cảm biến oxy của dòng V3 xong thì anh sẽ chia sẻ với dòng IA và dòng Honda. Đấy, tại vì anh cũng bảo rõ rõ rồi là anh làm cái này anh không muốn tách rời cái này ra. Tách rời ra nhiều khi là anh em hay bị quên. Thì anh làm liền tu ti 4 video như này thì cho anh em xem nó dễ nhớ hơn. Đấy, còn đâu khi mà làm xong 4 cái video này rồi thì anh sẽ chia sẻ về xe Honda và xe IA nữa. Đấy, chào tất cả anh em nhá.